Xin chào mọi người, lại là AD đây ạ. Hiện tại hôm nay thì cửa hàng dầu độ xe sẽ cho mọi người test qua cái ánh sáng của mạch đèn tăng sáng Gold nhá. Mạch đèn tăng sáng bản cốt cấp nhất ấy. Đó. Hiện tại là chiếc xe màu đen là chiếc xe là đang chưa tác động gì nhá. Thì chiếc xe màu vàng là chiếc xe đã gắn cái mạch đèn tăng sáng rồi, tăng Gold, tăng sáng 700%. Đó, và chúng ta sẽ cùng test nhé. Chiếc xe màu đen là đã đang được bật đèn rồi nha mọi người nhá. Đang bật đèn rồi đó. Đó, ánh sáng zin của 2020 thì hiện tại đang rất là tối. Đó, chiếc xe màu vàng thì là chưa bật ạ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bật cái đèn của chiếc xe 2020 lên cho mọi người test nhá. Ấn giữ phát sinh 2 giây này. Đó là cái mạch tắt mở đèn tích hợp nút phát sinh luôn nhá. Đó, mọi người có thể nhìn thấy cái vùng sáng rất là sáng luôn. Đó, chế độ pha này. Đó. Mạch đèn tăng sáng thì hiện tại cửa hàng đang có hai loại. Một là tăng sáng thường á, là tăng sáng 500%, và còn đây tăng sáng Gold là 700% nha mọi người ạ. Đó, tất cả thì được bảo hành 25. Đó, mọi người thấy không? Rất là sáng luôn ạ. Bây giờ tắt đi này. Nó sẽ không tắt đi nhé. Tắt đi cho xem mọi người xem lại rõ hơn. Đó, tắt đi rồi đó. Ánh sáng đèn zin của 2020 thì thực sự rất là tối. Chúng ta mở lại này. Đó. Vùng sáng rất là khác biệt luôn. Đi tối bao phê luôn nhá. Chúng ta khi lắp cái đèn mạch tính tăng sáng này thì chúng ta sẽ hạ thấp cái đèn pha của 2020 xuống một chút, để tránh là khi chúng ta sử dụng cái đèn passing á, nó sẽ sáng vào mặt người đối diện.